Hôm qua ngày 13 tháng 12, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức tại thủ đô Seoul, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đã trao quyết định thành lập khu công nghiệp sạch và bản ghi nhớ hợp tác phát triển thành phố thông minh giữa tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc LH. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đoàn tỉnh Hưng Yên tham dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hợp tác phát triển thành phố thông minh tại Hưng Yên được kỳ vọng sẽ tăng cường cơ chế hợp tác song phương nhằm phát triển thành phố thông minh, từ đó kiến tạo được thành phố thông minh có năng lực cạnh tranh không chỉ tại Việt Nam mà cả trên thế giới. LH là doanh nghiệp đi đầu trong việc mở rộng và xây dựng các thành phố thông minh theo mô hình của Hàn Quốc. Đặc biệt, LH đang cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecolon thực hiện dự án khu công nghiệp sạch có quy mô hơn 140 ha thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ngày 2 tháng 12, lãnh đạo tập đoàn LH đã làm việc với tỉnh Hưng Yên và đi thực địa tại vị trí quy hoạch xây dựng thành phố thông minh, khu công nghiệp sạch nằm trong tổ hợp khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt.